Mến chào anh chị, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một nội dung tiếp theo, đó là tổng hợp axit béo. Vậy thì chúng ta xem thử là cái quá trình tổng hợp axit béo này nó thực hiện ở đâu. Thì chúng ta thấy rằng là quá trình sinh tổng hợp axit béo nó được thực hiện ở bào tương. Và các yếu tố tham gia vào quá trình tổng hợp axit béo đó là những cái thành phần, thứ nhất đó là acetin coenzyme A. Cái chất thứ hai đó là malonin coenzyme, và cái thứ ba đó là cái phức hợp enzyme tổng hợp axit béo có tên là ACB. Đó. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy này, acetin coenzyme nó được tạo ra trong thi thể, malonin coenzyme được tạo ra như thế nào này chúng ta cũng chưa biết, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào cái nguồn gốc của acetin coenzyme và việc tạo ra malonin coenzyme được thực hiện như thế nào để tham gia vào trình tổng hợp acid béo. Cái thứ nhất là về quá trình vận chuyển acetin coenzyme. Chúng ta biết rằng là acetin coenzyme được tạo ra ở trong thi thể thông qua các cái nguồn khác nhau, đúng không? Ví dụ như từ cái quá trình oxy hóa của glucose, vân vân ha. Thì chúng ta thấy nó được tạo ra từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng mà cái nơi nó tạo ra là ở trong thi thể. Nhưng mà ở đây chúng ta biết rằng là acetin nó sẽ được sử dụng để cho quá trình tổng hợp axit béo, nhưng mà quá trình tổng hợp axit béo thì xảy ra ở ngoài tế bào chất, nên vì thế cái acetin này phải được vận chuyển từ trong thi thể ra ngoài tế bào chất để tham gia vào quá trình tổng hợp axit béo. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nhưng acetin không có chất vận chuyển để vận chuyển từ trong thi thể ra bên ngoài, thì ở trên màng tế bào chúng ta có những chất vận chuyển, ví dụ như C-chát hoặc là chúng ta có malat hoặc là piruvat thôi, nên vì thế acetin này phải tạo ra C-chát. Vậy thì nó tham gia vào trong cái quy trình rep mà chúng ta đã học đó, thì acetin kết hợp với oxaloacetat để tạo thành C-chát. Rồi sau khi nó tạo ra C-chát thì nó được chất vận chuyển C-chát ở trên màng của thi thể vận chuyển ra bên ngoài. Khi C-chát được vận chuyển ra bên ngoài thì nó sẽ biến đổi trở lại thành acetin và tham gia vào trình tổng hợp axit béo. Rồi còn lại oxaloacetat có thể biến đổi thành malat hoặc là piruvat để vận chuyển ngược trở lại vào bên trong. Đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có được cái nguồn cho quá trình tổng hợp axit béo, đó chính là acetin. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là malonin coenzyme được tổng hợp từ acetin coenzyme thông qua phản ứng carboxyl hóa. Thì đây chúng ta có acetin coenzyme sẽ kết hợp với lại phản ứng kết hợp với CO2, tức là enzyme xúc tác đó là acetin coenzyme carboxyla. Vậy thì cái phản ứng này nó sẽ tạo thành malonin coenzyme có 3 carbon. Đó, vậy thì chúng ta đã có được cái nguồn thứ nhất đó là acetin, nguồn thứ hai là malonin coenzyme. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử là cái diễn biến của quá trình tổng hợp axit béo đó thực hiện thế nào. Thì ở đây chúng ta có một cái phức hợp protein để thực hiện cho quá trình tổng hợp axit béo, được viết tắt đó là ACB. Vậy thì ACB này chúng ta có thể thấy rằng là cái phức hợp protein này nó gồm có hai cái chuỗi peptide 1 và peptide 2, và hai chuỗi này nó có những cái đầu SH của cysteine SH, đúng không? Thì bây giờ chúng ta có rằng là hôm trước chúng ta đã học là quá trình tổng hợp oxy hóa của axit béo được thực hiện gồm có bốn phản ứng. Thì đối với quá trình tổng hợp thì quá trình tổng hợp axit béo nó cũng đi ngược trở lại so với quá trình thoái hóa axit béo, nhưng mà nơi nó xảy ra là khác nhau thôi. Thì giờ chúng ta xem được các phản ứng ngược nó như thế nào. Thì đầu tiên, để nó tham gia vào quá trình tổng hợp axit béo thì các cái yếu tố cần cho quá trình tổng hợp phải gắn vào các cấu trúc của phức hợp enzyme tổng hợp ACB này. Đó, thì bây giờ chúng ta có cái đầu tiên đó là acetin coenzyme. Vậy thì acetin coenzyme sẽ gắn vào chuỗi vị trí của peptide 1. Vị trí của peptide 1 vào ngay vị trí nhóm NH này. Thì chúng ta thấy cái đầu S coenzyme này sẽ gắn vào đây và nó tách S coenzyme đi. Thì chúng ta sẽ có cái phản ứng đầu tiên đó, chúng ta thấy rằng là cái coenzyme sẽ gắn vào chuỗi peptide 1, thì chúng ta có nó tách giải phóng đi coenzyme gắn vào đây. Bây giờ đó là acetin coenzyme. Bước thứ hai đó là phải gắn được malonin coenzyme vào vị trí peptide 2, và vị trí này là vị trí đặc hiệu của malonin coenzyme gắn. Thì chúng ta có malonin coenzyme sẽ gắn vào vị trí peptide 2 này, nó gắn vào.
giờ bạn giải phóng Kojima thì cái đầu này này Kojima sẽ tách ra và gắn vào đây. Đó. Rồi, vậy thì chúng ta thấy rằng là bước đầu tiên là cần phải có acetin và malonin gắn vào trong cái phức hợp protein ACB này. Được chưa? Rồi. Bước đầu tiên cái phản ứng số 1 của quá trình tổng hợp axit béo đó là phản ứng ngược với phản ứng số 4 của quá trình oxy hóa axit béo, đó là phản ứng liên hợp, đúng không? Thì chúng ta có cái phản ứng đầu tiên đó là phản ứng liên hợp. Vậy thì nó sẽ liên hợp cái gì với cái gì? Thì nó sẽ tách cái phân tử acetin này để gắn vào phân tử malonin ở bên dưới peptide 2. Vậy thì khi nó gắn vào thì cái CO2 tức là chất COOH này bị cắt bỏ đi, tách đi. Vậy thì nó sẽ tách ra thành cho phân tử gì? Nó sẽ tách ra thành phân tử CO2. Vậy thì chúng ta thấy rằng là các quá trình gắn acetin và malonin nó làm giải phóng đi phân tử CO2. Vậy thì chúng ta có được cái sản phẩm đầu tiên, cái phẩm số 1 đó là phẩm liên hợp giữa acetin và malonin. Vậy thì bây giờ sau khi nó liên hợp vào thì chúng ta sẽ có được cái tên của sản phẩm này là gì? Thì cái tên của sản phẩm này là gì? Thì chúng ta xem này. Đây là vị trí carbon alpha. Đây là vị trí carbon beta. Nhưng mà vị trí carbon beta của chúng ta hiện bây giờ chúng ta thấy đây là chất keto. Vậy thì cái sản phẩm đầu tiên của nó là beta keto acin ACB. Đó. Thấy chưa? Rồi. Phản ứng thứ hai của quá trình tổng hợp đó là gì? Đó là phản ứng khử lần 1. Thì hôm trước chúng ta có cái bên quá trình oxy hóa là phản ứng oxy hóa, đúng không? Thì đây chúng ta có là phản ứng khử. Vậy thì chúng ta có phản ứng khử thì bây giờ cái chất keto này nó bị khử thì nó sẽ tạo thành chất OH. Vậy thì ngay chỗ vị trí beta của chúng ta bây giờ nó là chất OH. Vậy thì beta hydroxy acin ACB. Vậy thì cái coenzyme khử cung cấp điện tử cho quá trình tổng hợp này là coenzyme NADPH, và NADPH này nó có nguồn gốc từ con đường HMB, tức là con đường hexomonophosphate hay gọi là children bentophosphate ở trong cái quá trình oxy hóa của glucose mà chúng ta đã học trước ha. Rồi, đó là phản ứng thứ hai. Phản ứng thứ ba đó là phản ứng tách nước, thì hôm trước chúng ta học trong quá trình oxy hóa là phản ứng hợp nước, thì ở quá trình tổng hợp sẽ là phản ứng tách nước. Thì chúng ta thấy rằng là OH ở vị trí beta và CH2 ở đây, ngay vị trí của alpha này nó bị tách nước thì kết hợp đây mà hay một e trong rotamac cộng, đây là nhóm OH tách nước, đúng không? Thì ở đây vị trí carbon alpha và beta chúng ta sẽ có một liên kết đôi. Vậy thì chúng ta có cái sản phẩm ở đây có tên là trienol ACB. Rồi phản ứng thứ tư. Phản ứng thứ tư là phản ứng oxy hóa lần 2. Phản ứng khử lần 2. Phản ứng khử lần 2 này nó cũng được cung cấp bởi coenzyme khử cung cấp e trong rotamac cộng, đó chính là NADPH từ con đường hexomonophosphate. Đúng không? Thì nó sẽ khử thì nó sẽ mất đi liên kết đôi thì nó sẽ tạo ra được một cái axit béo có độ dài là 4 carbon. Được chưa? Và cái axit béo mình đọc tên đó là acin ACB. Đó. Vậy thì sau 4 phản ứng hoặc liên hợp thứ nhất, phản ứng khử lần 1, phản ứng tách nước và phản ứng khử lần 2, 4 phản ứng này trái ngược với 4 phản ứng trong cái con đường oxy hóa, beta oxy hóa của axit béo mà chúng ta đã học ha. Thì nó sẽ tạo ra được một axit béo có độ dài là 4 carbon. Rồi. Bây giờ đối với axit béo thì cái độ dài của nó lên đến 36 carbon. Vậy thì bây giờ để làm sao để nó tạo ra những cái axit béo có độ dài dài hơn thì bây giờ nó sẽ thực hiện một cái chu trình mới, đúng không? Cũng tương tự giống như vậy. Thì bây giờ để thực hiện một cái chu trình mới thì nó phải làm cách nào? Thì để thực hiện chu trình mới thì cái axit béo ở 4 carbon ở dưới chuỗi peptide 2 này sẽ được mang ngược trở lên chuỗi peptide 1. Được chưa? Đó, thì đó chúng ta sẽ thấy nó mang ngược lên chuỗi peptide 1 để lên trên. Rồi, sau đó nó lặp lại chu trình bằng cách phản ứng gì? Nó sẽ kết hợp với malonin vào vị trí peptide 2. Đó, nó quay lại chu trình. Kết hợp malonin vào vị trí peptide 2. Rồi, nó mang cái chuỗi axit béo 4 carbon ở trên này này. Nó kết hợp với malonin và giải phóng đi CO2. Đúng chưa? Và lặp lại chu trình đó là phản ứng khử, phản ứng tách nước, phản ứng khử lần 2. Thì nó sẽ tạo ra được một axit béo có độ dài là 6 carbon.
rồi nó cần thêm một cái chu trình tiếp theo nữa, thì nó cũng mang cái axit béo có độ dài 6 carbon này nó vận chuyển lên trên chuỗi peptide 1 và tiếp tục quay lại chu trình gắn maludin Kojima vào chuỗi peptide 2 và tiếp tục cái chu trình liên hợp khử, tách nước, khử, và nó sẽ tạo ra được một axit béo có 8 carbon. Vậy thì chúng ta thấy rằng là quá trình đó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy theo một cái chu trình gồm có 4 phản ứng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy chúng ta đã thể hiện được một chu trình gồm 4 phản ứng. Sau đó chúng ta thấy nó cũng có 7 chu trình nữa, thực hiện 7 chu trình nữa. Vậy thì sau tổng cộng là 8 chu trình. 8 chu trình thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ tạo ra được một cái axit béo có 16 carbon. Được nha. Vậy thì cái axit béo có 16 carbon này sau khi được tạo ra thì nó sẽ tách ra thành một axit béo, đó là axit malmitic và giải phóng ACB. Vậy thì toàn bộ cái quá trình từ acetin Kojima, malonin Kojima và ACB nó tổng hợp được axit béo có 16 carbon thông qua 8 chu trình, thì người ta gọi toàn bộ cái quá trình đó là quá trình tổng hợp axit béo. Tuy nhiên đến đây thì quá trình tổng hợp axit béo kết thúc, nhưng chúng ta biết rằng là cái axit béo thì có độ dài từ 4 đến 36 carbon. Vậy thì làm cách nào để nó tạo ra được những axit béo dài hơn 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 32, 34, 36 carbon? Thì bây giờ nó không thập lại cái quá trình tổng hợp nữa mà nó sẽ tiếp tục thực hiện một cái quá trình nữa, đó là quá trình tổng hợp, quá trình kéo dài, quá trình kéo dài. Vậy thì cái axit béo này thì tiếp tục tham gia một cái giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn kéo dài. Vậy thì chúng ta thấy rằng là từ cái axit béo malmitic được tạo ra từ quá trình tổng hợp này, nó sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình kéo dài để tạo ra axit có 18 carbon, là axit stearic. Rồi từ axit béo có 18 carbon này nó tiếp tục tổng hợp ra những axit béo dài hơn cũng thông qua giai đoạn kéo dài. Đó. Rồi bây giờ ở đây chúng ta sẽ lưu ý nè, nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là ngoài cái axit béo no mà chúng ta đã nói ở đây, thông qua hai cái giai đoạn, đó là giai đoạn tổng hợp và giai đoạn kéo dài để tạo ra những axit béo no. Vậy thì bây giờ làm sao để nó tổng hợp ra những axit béo không no? Thì bây giờ muốn tổng hợp ra những axit béo không no thì nó từ các axit béo no này nó sẽ thực hiện quá trình khử bão hòa. Đó, ví dụ như ở đây chúng ta có axit palmitic có 16 carbon, nó sẽ thực hiện giai đoạn khử bão hòa để tạo ra axit béo, nhằm ở chỗ này là axit béo palmitoleic, palmitoleic 16 carbon có một linh kết đôi vào vị trí số 9. Rồi từ axit stearic có 18 carbon này nó sẽ tổng hợp ra axit béo oleic có 18 carbon có một linh kết đôi vị trí số 9. Rồi từ axit béo oleic này nó khử bão hòa tiếp để tạo ra axit linoleic. Rồi từ axit linoleic này nó khử bão hòa ở vị trí tiếp theo 15 để tạo ra axit linolenic. Nhưng mà mình cũng sẽ lưu ý một cái điều như thế này. Hôm trước chúng ta đã học là axit béo linolenic X và linolenic này là những axit béo thiết yếu, đây là omega 6 còn đây là omega 3, đúng không? Vì ở cơ thể người chúng ta không có những enzyme khử bão hòa ở trong cái giai đoạn cái vị trí này đó, nên vì thế chúng ta thấy rằng là hai cái axit béo này là hai axit béo thiết yếu và phải được cung cấp từ nguồn thức ăn. Rồi thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ xem được là các cái phản ứng để thực hiện các cái giai đoạn kéo dài và khử bão hòa đó như thế nào.